Điểm nóng. Hỏi: trong một buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm về phương pháp hộ niệm, có một vị thầy đưa ra một câu hỏi: sau khi hộ niệm cho một người, ban hộ niệm sẽ kiểm tra xem điểm nóng cuối cùng ở đâu, để biết người được hộ niệm có được giảng sanh hay không, hay sanh về cảnh giới nào. Nhưng căn cứ vào kinh sách nào của Phật để nói về những điểm nóng này mà thầy đã tu mấy chục năm rồi vẫn chưa đọc qua? Trả lời: điểm chính yếu để một người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là tín nguyện hạnh đầy đủ. Một người giữ vững ba điểm này cho đến giây phút cuối cùng thì sẽ được như nguyện. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, vân vân, nói đến thật rõ ràng. Xin tự xem kinh lấy. Một khi người được giảng sanh thì sau khi ra đi thường để lại những hảo tướng, nghĩa là thoại tướng rất tốt, như thân xác mềm mại, nét mặt vui tươi, sắc diện hồng, đôi lúc có hương, có quang minh, có hoa nở, có chim tụ lại. Có người biết trước ngày giờ xả bỏ báo thân, có người báo cho biết là A-di-đà Phật cùng thánh chúng đã đến tiếp dẫn họ, vân vân. Những thoại tướng này có lúc nhiều, có lúc ít, có người có hầu như đầy đủ, có người rất khó phân biệt. Sở dĩ khác nhau là do phẩm vị giảng sanh khác nhau. Trong một giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng người giảng sanh thượng phẩm nhiều khi họ biết trước 2-3 năm trước. Họ xác định được ngày giờ giảng sanh một cách chính xác. Rất nhiều vị tổ niệm Phật ra đi giống như sự biểu diễn nhiều lắm. Xin xem trong các sách về tịnh độ để lại. Đúng sự thật chứ không ai nói thêm để phải mang tội vọng ngữ đâu. Ông Cô Lô Giang vào khoảng thập niên 40 thế kỷ thứ 20 đứng giảng sanh 3 ngày mới hạ xuống để lo hậu sự. Cụ Hạ Liên Cư cũng đứng giảng sanh. Ông Trịnh Tích Tân ngồi giảng sanh. Mới đây, Thượng Tọa Thiện Xuân ở chùa Hồng Liên kể lại chuyện giảng sanh của Hòa Thượng Sư Phụ Thầy. Trước khi giảng sanh còn thuyết pháp dặn dò đệ tử, xong ngồi giảng sanh. Nhiều lắm, không phải ít đâu. Chỉ vì mình phước mỏng quá, không thấy đó thôi. Những người giảng sanh trung phẩm có thể biết trước ngày giờ từ mấy tháng cho đến hơn một năm. Có người biết trước một vài tuần cũng đã ngon lành rồi. Nhưng nên nhớ, biết trước ngày giờ chết cũng không hẳn là được giảng sanh tịnh độ. Những người giảng sanh là người phải biết niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu biết trước được ngày ra đi nữa thì rất tốt. Cho nên người biết trước ngày giờ chết chưa chắc sẽ giảng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc. Hai sự việc này khác nhau. Ra đi an lành là do công phu tu tập, tinh thần thanh tịnh, nghiệp chướng nhẹ, phước đức tăng trưởng. Còn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là do tín nguyện hạnh. Hai cách tu khác nhau. Chuyện này đã bàn quá nhiều rồi. Người giảng sanh các phẩm hạ không được tự tại như vậy đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: mộng kiến bị Phật, diệt đắc giảng sanh. Nghĩa là tự họ thấy trong những lúc mê mê không đủ sức khai báo với mọi người, nhưng vì tính tâm vững vàng, nguyện tha thiết, họ vẫn được giảng sanh. Những điểm ấm còn sót lại trên thân xác là do điểm xuất ra cuối cùng của thần thức. Nếu xuất ra trên đỉnh đầu là điều rất tốt. Nếu để lâu quá thì hơi ấm sẽ lạnh dần, nhiều lúc cũng khó nhận ra. Điểm nóng dù sao cũng chỉ bổ túc thêm phần thoại tướng tốt. Càng tốt chừng nào càng vững tâm hơn. Còn chư tổ sư trong kinh Phật
luôn luôn nhắc nhở việc tính nguyện hạnh giảng sanh. Những thoại tướng được ghi lại có lẽ là kinh nghiệm thu thập được qua hàng ngàn năm tu hành của quý ngài. Đây gọi là thân chứng vậy. Xin xem trong những lời khai thị của Tổ Ấn Quang thì rất rõ. Chư Tổ Sư đều là chư Phật, Bồ Tát thị hiện. Lời nói của các ngài chắc chắn có giá trị, xin chớ hoang mang. Tuy nhiên, nếu được giảng sanh trong thời gian hộ niệm thì hầu như đều được mềm mại, tươi hồng, nhìn nét mặt rất vui vẻ, an nhiên. Còn được siêu sanh về cực lạc sau thời gian đó thì làm sao biết được? Chắc chắn cũng có, nhưng không bảo đảm, khó kiểm chứng hơn. Một cuốn sách tên là Những Điều Cần Biết Lúc Lâm Chung của Phật giáo Đài Loan phát hành có nói rất rõ những điểm này. Các vị viết ra toàn chư vị tổ sư, người có đức cao trọng vọng, uy tín trong Phật giáo, nhất là Tịnh Độ Tông, đã nghiên cứu từ trong kinh điển, từ những kinh nghiệm đã giảng sanh, rất cần thiết cho người học đạo như chúng ta. Tập sách Quy Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung và Pháp Ngữ Khai Thị là phần trích ra từ cuốn sách đó. Hãy thử đọc kỹ càng, đừng coi lướt nhé. Toàn bộ là pháp ngữ của chư tổ sư, các ngài y kinh mà nói ra đó. Người tin thì phải tin cho vững để cứu người cứu ta. Người nào không tin thì họ có quyền bỏ hộ niệm. Chớ nên lo lắng điều này. Tất cả đều tùy duyên của chúng sanh, không ai có thể ép buộc được. Người nào muốn chết thì cứ việc chờ chết. Ai muốn giảng sanh về với Phật A-di-đà thì lo niệm A-di-đà Phật cầu về cực lạc. Chưa đủ, phải chuẩn bị sự hộ niệm thật cẩn thận, chớ nên lơ là. Hãy thử so sánh mà quyết định. Một người chết trong mê mê mờ mờ, lo âu buồn bã, so với người an nhiên vui vẻ tự tại ra đi, ai hơn ai? Một người đi xong thì ác tướng hiện ra, sắc mặt hãi hùng, nhìn thấy phải phát sợ. So với người ra đi, để lại thân tướng tươi hồng, nét mặt mỉm cười, tướng hảo bất khả tư nghị, ai hơn ai? Một người khi chết xong, thân xác cứng đơ, chẳng mấy chốc thì mùi tử khí bốc lên, phải tẩn liệm vào hòm gấp. So với người ra đi mà hương thơm thoang thoảng, hoa nở chim kêu, để dậy niệm Phật 3, 4, 5, 6 ngày, càng niệm càng tươi, càng niệm càng đẹp, càng niệm càng có thêm điều hay lạ, ai hơn ai? Hầu hết đều nhờ công đức hộ niệm đó. Xin hỏi, một người nhiều khi tu hành rất khó khăn, nhưng khi mãn đời liệu có được thoại tướng như vậy không? Hãy tìm hiểu cho thật kỹ để được sáng suốt hơn. Ta được thành đạo hay không do chính ở quyết định ngày hôm nay vậy. Hỏi: khi hộ niệm xong, ban hộ niệm sẽ kiểm tra xem người được hộ niệm có được giảng sanh không. Điều này căn cứ vào các thoại tướng như mắt nhắm, miệng khép, tay chân mềm, vân vân. Hay là căn cứ vào điểm nóng ở đỉnh đầu để xác định. Vì có nhiều thành viên trong các ban hộ niệm cho rằng thân thể mềm là giảng sanh. Trả lời: không thể vội vã tin vào việc thân xác mềm mại là xác định giảng sanh, mà thân thể mềm mại là một trong những thoại tướng tốt, bảo đảm thoát được ba đường ác. Nhưng được mềm mại là điểm vui mừng đầu tiên. Người được giảng sanh thì chắc chắn có thân xác mềm mại, chứ thân xác mềm mại chưa hẳn đã được giảng sanh. Nếu người bệnh trước giờ phút ra đi mà đầy đủ tính nguyện hạnh nữa thì thêm được yếu tố giảng sanh vững chắc hơn. Tổ Ngẫu Ích dạy: được giảng sanh cùng chăng đều do tính và nguyện có hay không. Phẩm vị thấp hay cao đều do niệm Phật sâu hay cạn. Vậy thì người tin tưởng vững chắc, tha thiết phát nguyện
sẽ được giáng sanh. Người ra đi bị nghiệp chướng hành hạ, họ niệm Phật không nổi, thì người hộ niệm giúp họ giữ câu Phật hiệu mà niệm. Nếu người đi có tính có nguyện, người hộ niệm cũng có tính có nguyện. Khi xả bỏ báo thân xong, với thoại tướng đó giúp ta vững tin rằng nhất định đã được cảm ứng, nghĩa là có xác suất giảng sanh rất cao. Tổ Ấn Quang dạy: vì nương theo Phật lực nên tất cả mọi người, không kể nghiệp nhiều hay ít, không kể công phu cạn hay sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, muôn người tu, muôn người được giảng sanh. Tất cả tổ sư đều nói cùng một ý, chắc chắn quý ngài không thể nói lời vọng ngữ được. Thật ra quý ngài nói toàn trong kinh Phật ra hết. Hãy dành chút thì giờ coi lại các kinh điển tịnh độ sẽ thấy rất rõ. Thấy rõ rồi thì nên mau mau đoạn nghi sanh tính, tự mình đoạn, không ai có thể đoạn thế cho mình được. Chư tổ là các bậc long trượng uy đức cao dày mà còn dám nói rằng muôn người niệm Phật, muôn người giảng sanh. Còn ta toàn là hạng phàm phu ngu muội mà lại dám nghi ngờ các ngài nói sai à? Ta thì quyết tâm hộ niệm, người ra đi quyết lòng giảng sanh. Như vậy đã đúng với lời khai thị của chư tổ, đã ứng hợp trọn vẹn lời thệ của Phật, thì lý do gì mà không được giảng sanh? Nếu không được giảng sanh, chẳng lẽ Phật A-di-đà phát thệ cho vui sao? Còn người nào muốn biết cho chắc thì khuyên rằng hãy khôn ngoan, tính nguyện cho vững, rồi niệm Phật cho thật chuyên nhất để được giảng sanh về cõi tịnh. Giảng sanh xong thì sẽ biết liền. Chứ tại sao bây giờ đi đòi hỏi ai đó phải tuyên bố kết quả làm chi? Chẳng lẽ một người nào đó tuyên bố thì mới được giảng sanh sao? Phàm phu đòi hỏi phàm phu chịu trách nhiệm thật khá buồn cười. Không khéo dĩ vì một chút yếu đuối niềm tin mà dẫn tới chỗ mất phần giảng sanh thì oan uổng công phu tu hành lắm đó. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ, không có niềm tin nhất định bị mất phần thoát dòng sanh tử luân hồi. Một người khi đã chết rồi mà mắt từ từ nhắm lại, sắc tướng từ từ chuyển đổi trở thành tốt đẹp, nhiều khi còn đẹp hơn lúc còn sống. Chẳng lẽ đây chuyện dễ tìm được lắm sao? Trên thế giới mỗi ngày có hàng triệu người chết, hãy bỏ công đi điều tra thử coi có mấy ai được vậy chăng? Chúng sanh vô biên, hàng giờ đều bị tai họa, nay nhờ gặp được pháp hộ niệm nhiệm màu mới cứu được một ít người hy hữu. Thấy vậy đáng lẽ phải vui lên chứ, phải tận lực để làm chứ, tại sao lại để tâm nghi ngờ? Chẳng lẽ muốn chết cho thật khổ đau như tất cả mọi người mới thỏa mãn à? Thật tội nghiệp cho chúng sanh. VT phải vững lòng tin và thương hại cho những người phước mỏng nghiệp nặng vậy. Như vậy người bệnh được giảng sanh hay không thì để chư Phật Bồ Tát lo đi. Chính ta đừng để bào mòn niềm tin, rơi rớt công đức hộ niệm nhé. Hỏi: một thành viên khi đi hộ niệm có nên hoài nghi rằng không biết mình đi hộ niệm người này có được giảng sanh không? Hoặc nên nghĩ rằng đi hộ niệm với tâm chân thành thì người được hộ niệm sẽ giảng sanh? Trả lời: câu hỏi này quá hay. Người hộ niệm phải giữ lấy câu thứ hai, bỏ hẳn ý nghĩ thứ nhất, nghĩa là đừng bao giờ cho rằng đi hộ niệm là vô ích. Phải thành tâm, chí thành, chí kính mà hộ niệm cho người có duyên. Đừng có tâm trạng chủ bại, hồ nghi nữa. Đem tâm hiếu kỳ chao đảo phân vân đi hộ niệm sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho các buổi hộ niệm. Có thể vì vậy mà làm mất phần giảng sanh của chúng sanh. Tin thì tham gia, không tin thì tốt nhất nên rút lui khỏi ban hộ niệm. Chắc chắn nhân nào quả đó. Không tin
sẽ có quả báo không tin. Đến lúc chính mình chết mới biết thế nào là giá trị của hộ niệm. Đừng để quá trễ. A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 30 tháng 4 năm 2009. Hãy niệm Phật chứ đặt vấn đề làm chi? Hỏi: trong sách tuyển tập các bài của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam do Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa trích dịch ấn tống 2008, nhà sách Papyrus Sanzo trang 57, trong 25 năm tại Đài Trung có hơn 2.000 vị đồng tu đã qua đời, nhưng lúc mất có lưu lại tướng giảng sanh để chứng nghiệm thì chẳng nhiều hơn 10 người. Trước lão cư sĩ cũng đã có các lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Không lẽ nào như vậy mà trong lúc hiện nay, theo các DVD thì rất nhiều người có thoại tướng giảng sanh. Xin bổ túc giúp. Trả lời: coi chừng sự nhận xét của chúng ta bị lầm lẫn hoặc sơ suất ở một phương diện nào đó. Niệm Phật giảng sanh đã có hàng ngàn năm nay rồi. Số người giảng sanh nhiều lắm, chứ không phải ít. Nhưng trước đây, sao lại hình như ít nghe đến? Ngày nay thì nghe nhiều quá. Chẳng lẽ trước đây người học Phật dở lắm, còn ngày nay có người có nhiều trí tuệ hơn người xưa, nên ngộ đạo nhiều hơn sao? Đề nghị chư vị đạo hữu bình tĩnh xét theo các tiêu chuẩn sau đây, có lẽ sẽ rõ hơn. Một nhỏ, điểm thứ nhất: kỹ thuật truyền tin. Thời xưa, vấn đề truyền thông rất thô sơ, tin tức không thể truyền đi rộng rãi. Một sự cố xảy ra tại làng này khó có thể truyền qua làng bên cạnh. Tin tức tự nó thường bị đóng kín. Thời đó, phương tiện di chuyển thiếu thốn, đi lại rất khó khăn. Báo chí, TV, điện thoại, internet không có. Con người lúc bấy giờ chỉ sống âm thầm trong một hoàn cảnh nhỏ hẹp, sinh hoạt đơn giản, không dễ gì có thể nhận được tin tức đó đây. Thế thì tin tức về sự giảng sanh, nếu có, chẳng qua cũng chỉ là sự truyền miệng cho nhau, giới hạn trong một vài người thân thuộc, rồi thoáng truyền ra ngoài qua một vài người, rồi sau đó tự nó đi vào im lặng quên lãng. Vì thế đến ngày nay mà chúng ta nghe được một cuộc giảng sanh của người thời trước là cả một sự hy hữu đầy may mắn. 1.000 người giảng sanh may mắn lắm mới lưu lại tin tức một vài người qua sự truyền miệng rỉ tai. Những người được ghi trong truyền ký chẳng qua là một vài trường hợp tiêu biểu quá đặc biệt hay có duyên nào đó mà thôi. Còn tất cả đều đã chìm vào sự quên lãng, biến mất theo thời gian hết rồi. Không có video, DVD, quay phim làm chứng cứ gì đâu. Ví dụ cụ thể, trong năm 1945, tại miền Bắc Việt Nam, một nạn đói đã xảy ra làm chết hàng mấy triệu người. Người chết đầy đường, chết chuồn không kịp, không còn chỗ chuồn. Ấy thế mà cả thế giới vẫn im lìm không hay biết. Thậm chí ngay trong nước người dân cũng không hay. Ngoài Bắc thì người chết nằm đầy đường, trong khi ấy người miền Trung, miền Nam Việt Nam đa phần không ai hay biết gì cả. Hàng triệu người chết đói đâu phải là ít. Tại sao không biết? Thông tin quá yếu. Còn hiện nay, có một bệnh dịch swine flu, còn gọi là cúm heo, phát sinh, làm chết chỉ hơn 150 người ở Mexico,
mà làm cho cả thế giới kinh hoàng. Nước nước đều hoảng sợ, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. 150 người chưa phải là nhiều lắm, nhưng làm cho cả nhân loại trên cả quả địa cầu phải hoang mang sợ hãi. Tại sao vậy? Do sự tiếp tay đúng mức của kỹ thuật truyền thông. Hai nhỏ. Điểm thứ hai, lòng tin. Trước đây, lòng người chân thành, thanh tịnh, tính tâm cao, nên niệm Phật giảng sanh nhiều. Nhiều chứ không phải ít như ta tưởng. Nhưng đây là điều tự nhiên, quen thuộc, không ai nghi ngờ, không ai thèm đặt vấn đề này nọ. Người nào giảng sanh thì mừng cho người đó, người còn ở lại thì tiếp tục lặng lẽ tu niệm để chờ ngày mình giảng sanh. Họ đâu cần tuyên truyền, rao bán, phô trương ra làm chi. Còn đến thời này, lòng người tán loạn, niềm tin cạn cợt, người tu hành không có lòng chí thành chí kính, nghiệp chướng lại nặng, oán thân càng nhiều. Chính vì thế, sự giảng sanh ít hoặc không có. Sự chết hay bị đọa lạc trở thành hiển nhiên. Nhiều người đã tự nhiên chấp nhận sự cố này như một định luật không thể thay đổi. Chính vì thế, khi thấy người chết, họ cho là tự nhiên là đúng. Ngược lại, khi thấy hoặc nghe đến một người giáng sanh, thì thật là chuyện lạ lùng, hoang đường, huyền hoặc. Chúng sanh trong thời mạt pháp này thật sự chỉ biết đọa lạc, chứ không có phước phần biết sự giải thoát. Đây là do nghiệp nặng, phước mỏng, do tâm thoái hóa của chúng sanh mà biến ra tình trạng này. Chính vì vậy, thời trước dẫu có hàng ngàn người được giáng sanh thì xã hội vẫn lặng lờ, yên tịnh. Với lòng thanh tịnh soạn có, không ai nghi ngờ, không ai đặt nên vấn đề làm chi cả. Ngày nay, nếu có một người giáng sanh là cả một chuyện lớn khó gặp. Vì để tạo niềm tin cho nhiều người, nhiều khi được quay phim làm VCD, DVD, chụp hình, báo chí tung tin rộng rãi. Có người được giảng sanh tung ra 100 VCD, 1.000 VCD, 10.000 VCD, v.v. Sự thông tin nhanh chóng và rộng rãi làm cho nhiều người biết được. Đây là sự tiếp sức hiệu quả của kỹ thuật truyền tin. Nên nhớ, rất nhiều người biết, cả triệu người biết, chứ không phải 1 triệu người giảng sanh. Đừng có cảm giác sai lầm. Điều này rất có lợi, giúp những người có thiện căn phước đức khắp nơi củng cố được niềm tin, kiên cố bất thối, vững lòng niệm Phật. Ngược lại, người phước mỏng nghiệp sâu, mới nghe qua thì vội nghi ngờ, cho là chuyện hoang đường diễn dông, làm phá khó tin. Chính những người này hay tìm cách đặt ra nhiều vấn đề sai lạc. Ôi, tốt hay xấu chính do tâm của chúng sanh vậy. Trong thời chánh pháp và tượng pháp, lòng người còn thanh tịnh, công phu tu hành tốt, hiện tượng giảng sanh quá nhiều. Nhiều người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, biết trước ngày giờ giảng sanh, còn lưu lại trong sách vở truyền ký. Sự giảng sanh nhiều lúc tự tại giống như trò biểu diễn. Hãy đọc trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, truyện giảng sanh, mấy điệu sen thanh, do Ngài Thích Thiện Tâm dịch thuật, vân vân. Kể lại rất nhiều trường hợp giảng sanh. Đây chỉ là sự tiêu biểu, chứ không phải chỉ bấy nhiêu đó đâu. Nhiều lắm, người giảng sanh nhiều đến nỗi chư tổ còn dám nói rằng 100 người niệm Phật, 100 người giảng sanh, 1.000 người niệm Phật, 1.000 người giảng sanh, 1.000 người niệm Phật, 1.000 người giảng sanh. Hãy xem lại các lời khai thị của tổ sư, ta sẽ thấy rõ chuyện này. Nếu không có nhiều, làm sao các ngài dám nói vậy? Các ngài Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Ấn Quang, vân vân, nhiều vị lắm, vị nào cũng nói vậy cả. Các ngài đều vậy, chỉ cần tin tưởng cho vững, tha thiết cầu nguyện giáng sanh, rồi chân thật trì danh niệm Phật, thì ai cũng được phần giáng sanh.
Ấy thế mà con người thời nay cứ đứng thấp thỏm ngắm nhìn, suy đi xét lại, đặt vấn đề này vấn đề nọ, nghi đủ chuyện, để đành chịu mất phần giảng sanh. Ba nhỏ. Điểm thứ ba, cách tu hành. Nhiều người tiếng gọi là tu hành, nhưng thật sự có tu hay không là chuyện khác. Nhiều nơi tự xưng là tu tịnh độ, nhưng hãy để ý kỹ thử coi, họ có thật sự là tu tịnh hay không? Tu tịnh thì mục đích chính là hết báo thân, cầu được giáng sanh về cực lạc quốc. Vậy mà nhiều người tự xưng rằng mình tu tịnh nghiệp, nhưng chưa bao giờ tha thiết đọc lời nguyện giáng sanh, chưa bao giờ có ý niệm giáng sanh, chưa bao giờ giảng giải sự giáng sanh cho đại chúng nghe qua. Trước những giờ phút chết, họ còn nguyện cầu đời sau sẽ được sanh trở lại làm người, cầu gặp được minh sư, cầu gặp được chùa lớn, cầu thuận duyên để được tu tiếp, vân vân. Nghĩa là họ tự nguyện tiếp tục ở lại trong dòng sanh tử luân hồi. Họ không muốn thoát ly tam giới, không muốn giảng sanh cực lạc. Họ không tu theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Tịnh Độ. Không giảng giải đạo giảng sanh thì đường giảng sanh của người tu hành mù mịt. Mù mịt đường giảng sanh thì dù có tu cũng chỉ để kiếm chút phước nào đó rồi chờ chết. Chết rồi đành chịu khổ nạn, tội nghiệp thay. Cũng có người thích thú phần kiến giải, ưa nói cao, nói diệu, nói điều siêu quyền diệu lý. Chúng sanh phàm phu nghiệp nặng, đang lê lết tấm thân nghiệp báo dưới đất đen. Tương lai thật tăm tối, liệu họ có ngộ được gì bởi những triết lý cao siêu không? Liệu họ có nhờ giả được gì từ những lý đạo trên mây xanh không? Tổ Ấn Quang nói rằng, đừng đem lý đạo của người hàng thượng căn mà dạy cho hàng trung hạ. Không ít lời gì mà còn tạo thêm vọng tưởng. Vọng tưởng thì làm sao thành đạo? Tâm mơ tưởng nhiều quá, tâm lý luận nhiều quá, nếu không lạc vào tà định thì cũng bị bất định, nghĩa là mất chánh định, nhất định lạc đường giảng sanh tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ. Trong khi Đức A Di Đà ngày đêm thõng tay tiếp độ tất cả chúng sanh, thì không ai chịu tiến dẫn, mà cứ bày vẽ cho chúng sanh những điều vọng tưởng loạn tâm, hỏi rằng đâu là tịnh độ đây? Lòng tin không thanh tịnh mà hành trì còn đầy tạp loạn thì bao giờ mới được thanh tịnh? Tu hành ham thích nghiên cứu nhiều thứ không chuyên nhất thì giống như người đứng dạng nẻo đường, chưa biết chọn đường nào đây. Đi không đường, về không hướng, làm sao tránh khỏi bị lạc? Chúng sanh bị hướng dẫn sai lầm nên từ cảnh khổ này chuyển sang cảnh khổ khác, còn khổ hơn, thật tội nghiệp. Chướng duyên của con người thời này nặng quá nên khó thấy được người giáng sanh. Không nhìn thấy được, không đủ khả năng giáng sanh, thì khi nghe thấy đến chuyện giáng sanh mới đâm ra nghi ngờ, đạt đủ mọi vấn nạn. Đâu ngờ rằng chính tâm hồ nghi là chướng nạn lớn nhất làm mất đường giáng sanh của chính họ. Trong một giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không nói những người theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam niệm Phật có trên vài trăm ngàn, hơn 200.000 người, nhưng tổng cộng người giáng sanh tính cho đến khi ngài Lý Bỉnh Nam giáng sanh cỡ khoảng trên 500 người. Theo ngài nói, đây là con số thành tựu quá ít, nhưng so ra còn cao hơn sự cứu độ của Lục Tổ Huệ Năng. Vị tổ nổi tiếng trong Thiền Tông, vị có công phát dương quảng đại tông môn ở Trung Quốc, với vài trăm ngàn đệ tử theo Lục Tổ tu tập, chỉ có 93 người được xác nhận thành tựu. Trong 200.000 người tu hành,
chỉ có được hơn 500 người giáng sanh, nghĩa là cứ 2.000 người thì được 5 người giáng sanh. Con số còn thấp hơn sự thống kê trong trang sách trên. Tại sao số người giáng sanh ít vậy? Vì niềm tin bạc nhược, có niệm Phật mà không có lòng tin được giáng sanh. Vì không tin tưởng nên hành trì tạp nhạp, trước mắt sư phụ thì giả đò niệm Phật, giả bộ cầu giáng sanh. Nhưng khi vắng mặt thầy rồi thì chạy lo cầu xin đủ thứ để kiếm chác chút ít. Như vậy mất phần giáng sanh không phải do pháp Phật dở, mà do người tu không chịu y giáo phụng hành. Bây giờ quý đạo hữu quyết lòng y giáo phụng hành thử coi, sự giáng sanh sẽ hiện ra trước mắt. Cụ thể, phải một lòng niệm Phật. Nếu biết mình nghiệp chướng sâu nặng thì hãy chuẩn bị người hộ niệm khi lâm chung, nghĩa là lập ban hộ niệm, nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm, cách khai thị để giúp người lâm chung giáng sanh. Giúp người hiểu sự hộ niệm tức là giúp chính ta vậy. Ở Đắk Lắk, chính tôi đã gặp một bà cụ quyết lòng niệm Phật giáng sanh. Cụ luôn luôn cầm sâu chuỗi trên tay và luôn luôn niệm Phật. Gặp chúng tôi, cụ chỉ cúi đầu chào rồi ngồi trên giường niệm Phật, không bao giờ xen tạp một câu chúc tụng xã giao nào khác. Gặp cụ, diệu âm này thật sự muốn quỳ xuống đảnh lễ để tỏ lòng kính trọng. Có ai quyết lòng giáng sanh như cụ này không? Khi cụ này giáng sanh, nếu có VCD, xin quý đạo hữu đừng nên nghi ngờ nhé, mà hãy tiếp tay phổ biến rộng rãi, giúp cho nhiều người xem mà tỉnh ngộ đường tu. Tại suýt này, Úc Châu, có một cư sĩ tên là DTH, có mẹ là cụ bà DTK, đã giảng sanh vào năm 2002. Bây giờ anh ta luôn luôn hộ niệm cho cha, ngày ngày gia đình anh đều có công phu niệm Phật. Đêm đêm tự anh ta ngồi cạnh giường người cha để niệm Phật, cho đến khi ông cụ ngủ thiếp rồi anh mới về phòng ngủ. Có ai hiếu thảo như anh này không? Có ai chuẩn bị cách hộ niệm cho người thân của mình giảng sanh chưa? Có thường khuyên cha mẹ mình niệm Phật chưa? Nếu chưa thì bắt đầu khuyên đi, tìm mọi cách mà khuyên. Nếu không khuyên, không biết hộ niệm thì làm sao thấy được người giảng sanh? Khi những gì này giảng sanh, VCD, DVD tung ra khắp nơi, một quý vị hãy coi kỹ tấm gương này mà học tập theo, hầu trọn đạo làm người đại hiếu. Hãy san ra hàng ngàn VCD để giúp người biết đến niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh. Xin nhắc lại, in ra hàng ngàn VCD giảng sanh cho hàng ngàn người xem, chứ đừng lầm rằng hàng ngàn người giảng sanh nhé. Mong cho nhiều người ngộ ra đạo lý nhiệm màu, nhiều người được giảng sanh thành đạo. Đạo lý là tín, nguyện, niệm Phật giáng sanh. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 5 năm 2009.